tổ chức Chân Trời Sáng Tạo. Cô tên Diêu Thị Phượng Thủy, là giáo viên đến từ trường tiểu học Nguyên, thành phố Long Xuyên. Cô rất vui khi được đồng hành với em. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề Cộng đồng địa phương, bài 11, tham gia giao thông an toàn. Đồ dùng học tập chúng ta gồm có sách tự nhiên xã hội lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo, vở, thước và bút. Mở đầu phần khởi động ngày hôm nay, cô sẽ mời các em chơi trò chơi thử tài hiểu biết. Các em sẽ kể tên một số biển báo giao thông mà em biết. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trò chơi nhé các em. Em biết biển báo gì không nào? À, bạn nói với cô đó là biển báo dừng lại, giỏi lắm. Còn đây là biển báo gì? À, quan sát thì bạn biết ngay, đó là biển báo đi chậm. Giỏi quá. Còn đây là biển báo gì các em? À, bạn nói đó cô, đây chính là biển báo cấm người đi bộ. Biển báo này? À, có bạn nói với cô, đó là biển báo bến phà. Đây là biển báo gì các em? Đúng rồi, bạn nói với cô đây là biển báo giao nhau có tín hiệu đèn. Còn đây, dễ dàng, bạn nói đó là biển báo cấm bóp còi. Biển báo này, bóp còi. Biển báo còn lại này, đã lỡ. Các em rất là giỏi. Qua phần trò chơi vừa rồi, cô thấy các em quan sát và hiểu được một số biển báo rất là tốt. Như trên hình, đó là về biển báo giao thông có những nhóm nào. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu tiếp nhé. Chúng ta sang hoạt động 1. Nêu tên, hình dáng, màu sắc, ý nghĩa các loại biển báo giao thông. Phần này, các em quan sát các biển báo giao thông ở sách trang 44. Các em quan sát và nêu tên. Sau đó em tìm hiểu đặc điểm hình dáng, màu sắc, ý nghĩa từng loại biển báo đó. Phần này em có thể quan sát trong hình. Cô mời các em. À, các bạn cũng đã tìm hiểu và biết được một số biển báo trên hình. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu kỹ nhé. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu các nhóm biển báo màu sắc. Các em cho cô biết biển báo này tên gì? À, như trong hình thì ta thấy đây là biển báo cầu vượt qua đường cho người đi bộ. Biển báo này các em? À, đó là biển báo bến xe buýt. Còn biển báo thứ ba này? À, chính là biển báo đường người đi bộ sang ngang. Cô giới thiệu với các em, ba biển báo này thuộc nhóm biển báo chỉ dẫn. Bây giờ các em quan sát kỹ các nhóm biển báo chỉ dẫn. Em tìm giúp cô xem biển báo chỉ dẫn có điểm gì giống và khác nhau. Cô mời các em. Rất giỏi, nhìn là chúng ta thấy ngay, đúng không nào? Biển báo chỉ dẫn thì cô cũng như các em cùng thấy điểm giống nhau là có màu trắng và màu xanh dương. Điểm khác nhau đó là hình dáng biển báo và hình vẽ bên trong mọi biển báo. Rất tốt. Vậy nhóm biển báo chỉ dẫn có đặc điểm gì? Biển báo chỉ dẫn là những biển báo có đặc điểm hình vuông hoặc hình chữ nhật màu xanh, nền xanh, hình trắng hoặc đen. Ý nghĩa nhằm báo cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích trong hành trình. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nhóm biển báo khác nha các em. Các em quan sát trên màn hình. Em dựa vào sách cho cô biết đó là nhóm biển báo nào nè. Đúng rồi, đó chính là biển báo cấm đi ngược chiều. Tiếp theo là biển báo gì các em? À, bạn nói với cô đó là biển báo cấm rẽ trái. Đúng rồi, còn biển báo còn lại? À, bạn nói với cô đó là cấm mô tô. Rất tốt. Cô giới thiệu các em ba biển báo chúng ta vừa quan sát, đó là thuộc nhóm biển báo cấm. Vậy nhóm biển báo cấm có đặc điểm gì giống và khác nhau? Cô mời các em quan sát. À, biển báo cấm
Như các em và cô cùng quan sát, chúng ta thấy rằng có điểm giống nhau là có màu đỏ và màu trắng. Điểm khác nhau là hình vẽ ở bên trong. Vậy, biển báo cấm có đặc điểm chung gì các em? Biển báo cấm có đặc điểm chung là hình tròn màu đỏ. Viền đỏ nền trắng, hình trắng hoặc đen. Ý nghĩa là thể hiện các điều cấm mà người tham gia giao thông cần phải chấp hành. Vậy chúng ta chỉ cần quan sát hình dáng biển báo màu đỏ hình tròn, ta biết ngay đó là biển báo cấm, đúng không nào? Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu tiếp. Hình số 1 đó là biển báo gì các em? À, bạn nói với cô đó là biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn. Còn biển báo ở giữa? Đó là biển báo công trường. Biển báo thứ 3 đó là biển báo trẻ em. Cô giới thiệu các em, đây là nhóm biển báo nguy hiểm. Vậy, biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì? Các em tìm giúp cô xem điểm giống và khác nhau ở các nhóm biển báo nguy hiểm. Giỏi lắm, các bạn cũng tìm được điểm giống và khác nhau. Như quan sát trên hình, cô và các em thì thấy điểm giống nhau là có hình tam giác đỏ bên ngoài, bên trong là tam giác vàng và hình vẽ là màu đen. Còn điểm khác nhau là hình vẽ ở bên trong mỗi biển báo. Vậy nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì? Đó là hình tam giác đều. Viền đỏ, nền vàng, hình đen. Ý nghĩa cảnh báo cho người tham gia giao thông các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để họ kịp thời ứng phó. Vậy là cô và các em cũng tìm hiểu được ba nhóm biển báo thông dụng đúng không nè? Biển báo đầu tiên là hình tròn màu đỏ, đó là biển báo cấm. Biển báo màu xanh dương, hình vuông, đó là biển báo gì các em? Chỉ dẫn. Biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, đó là biển báo nguy hiểm. Vậy thì mỗi nhóm biển báo giao thông có đặc điểm khác nhau để giúp em nhận biết. Dựa vào đặc điểm của mỗi biển báo, bây giờ chúng ta sang một trò chơi nhé. Cô giới thiệu các em, chúng ta sẽ chơi trò chơi phân loại biển báo. Dựa vào đặc điểm hình tròn, màu sắc, hình tam giác và hình vuông. Cô có các biển báo trên hình. Nhiệm vụ các em phân loại giúp cô đâu là biển báo chỉ dẫn, đâu là biển báo cấm và đâu là biển báo nguy hiểm. Phần này các em có ghi chú những một số biển báo. À, như vậy là các bạn đã quan sát các biển báo trên hình và các bạn đã phân loại được biển báo. Bây giờ các em sẽ đối chiếu với cô nhé. Đầu tiên, cô và các em cùng phân loại biển báo chỉ dẫn. Như các em đã biết, biển báo chỉ dẫn có đặc điểm là nền xanh dương. Bây giờ chúng ta phân loại ra nhé. Đầu tiên, cô giới thiệu các em, đây là biển báo rẽ trái và rẽ phải. Đây là biển báo dành cho xe thô sơ. Đây là biển báo chú ý đến bệnh viện. Đây là biển báo đi thẳng. Còn biển báo này các em thấy có gì không? Đúng rồi, đây là biển báo sắp đến chợ. Còn đây chính là biển báo đến nơi đông dân cư. Như vậy nhìn vào biển báo chỉ dẫn, em sẽ biết được và chú ý cho người sắp hành trình đến những nơi nào. Rất dễ đúng không nè? Bây giờ còn lại các biển báo, chúng ta sẽ phân loại hai nhóm biển báo tiếp theo. Đâu là biển báo cấm và đâu là biển báo nguy hiểm. Bây giờ chúng ta tiếp tục phân loại biển báo cấm các em nhé. Như chúng ta đã biết, biển báo cấm là những biển báo hình tròn màu đỏ. Bây giờ chúng ta phân loại. Đây là biển báo gì các em? Đúng rồi, đây chính là biển báo cấm người đi bộ. Còn đây, đây là biển báo cấm ô tô. Còn đây là biển báo cấm xe tải và xe khách. Còn đây chính là biển báo cấm đi thẳng.
Không biến báo đâu nói các em. Đúng rồi, cô giới thiệu với các em, đây là biển báo cấm quay đầu và rẽ trái. Dựa vào đặc điểm của biển báo cấm, em sẽ dễ dàng phân loại đúng không nào? Nhóm còn lại chính là biển báo gì các em? Đó là biển báo nguy hiểm, biển hình tam giác, vượt đỏ, đúng không nào? Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng loại biển báo này nhé. Biển báo đầu tiên, đây là biển báo chú ý có người xe đạp sang ngang. Còn biển báo này là nơi có thể diễn ra ùn tắc giao thông. Còn biển báo này, em quan sát, đây chính là chú ý đường trơn trượt. Đây là biển báo giao nhau với vòng xoắn. Chú ý, đây là biển báo có người đi bộ sang ngang. Còn biển báo này sắp đến đoạn đường hẹp cả bên trái và bên phải. Dựa vào đặc điểm của từng biển báo, các em dễ dàng phân biệt được các biển báo xung quanh mình. Bây giờ cô và các em cùng sang hoạt động 2, thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông. Ở phần này, các em quan sát hình 1, hình 2 trong sách trang 45 và trả lời câu hỏi: điều gì xảy ra chứ các bạn trong hình? Vì sao chúng ta phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông? Bây giờ phần này các em quan sát và các em có thể ghi ra. Mời vợ, cô mời các em. Như các em quan sát trong hình 1, thì em thấy trong tranh có biển báo gì? Đúng rồi, đây là biển báo cấm rẽ phải tín hiệu đèn đỏ. Cấm rẽ phải tín hiệu đèn đỏ. Em thấy gì trong tranh vẽ nữa? Em thấy người điều khiển xe gắn máy đang chạy vượt đèn đỏ và quẹo phải. Điều gì xảy ra với người trong hình? À, đúng rồi, người đi xe gắn máy có thể sẽ bị ngã do va phải với chiếc ô tô đang chạy đến, rất nguy hiểm. Nếu em là người ngồi trên xe gắn máy, em sẽ làm gì? Giỏi lắm. Bạn nói với cô rằng, nếu em là người ngồi trên xe gắn máy, em khuyên người chở em không rẽ phải, rất nguy hiểm. Vì đã có tín hiệu đèn đỏ, mình phải dừng lại. Bên cạnh đó, em lại thấy có cả biển báo cấm quẹo phải. Các em tiếp tục quan sát hình số 2. Trong tranh có biển báo gì? À, trong tranh có biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Trong tranh vẽ, em thấy gì? Điều gì có thể xảy ra với hai bạn? Trong tranh vẽ, hai bạn đang đùa giỡn trên đường sắt. Hai bạn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng do tàu lửa đang chạy đến. Nếu em là hai bạn như trong tranh, em sẽ làm gì? À, bạn nói với cô, nếu em là hai bạn trong tranh, em sẽ khuyên bạn không chơi đùa trên đường sắt, rất là nguy hiểm. Ở phần này, em cần nhớ, khi tham gia giao thông, em quan sát các biển báo để đảm bảo an toàn cho mình và người khác. Bây giờ chúng ta bước vào phần thư giãn nhé các em. Bây giờ cô và các em sang hoạt động 3, thực hành tuân theo quy định của biển báo giao thông. Sát trong hình 3 thì em có thể chơi trò chơi các bạn. Ngoài ra thực hành tuân theo quy định biển báo giao thông, chúng ta cũng có thể chia sẻ những điều hiểu biết của mình về tham gia giao thông. Bạn sẽ
chia sẻ với mình rằng là đi xe gắn máy mình nên đội mũ bảo hiểm. Còn bạn trai trong hình lại chia sẻ rằng khi sang đường quan sát đèn và đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Đối với cô sẽ chia sẻ với các em một số hoạt động tham gia giao thông an toàn. Bây giờ các em quan sát trên hình nhé. Em thấy hình bên trái là hình biển báo chỉ dẫn cầu vượt cho người đi bộ. Khi đến đoạn đường mà em thấy có biển báo như thế này thì em nên di chuyển trên cầu vượt, tránh đi trên đường rất nguy hiểm. Ở hình bên phải thì em thấy tín hiệu đèn xanh. Bạn trai đi ngang đường, tuy nhiên không đi theo vạch kẻ. Đây là một hành động không đúng. Các em tiếp tục quan sát trên hình. Ở bên trái thì em thấy gì nè? À, hai bạn trai di chuyển ngang đường, nơi bạn ở không có đèn tín hiệu. Do di chuyển ngang đường, không có đèn tín hiệu mà bạn không quan sát, đây là hành động rất nguy hiểm. Cho nên, nếu chúng ta sống hoặc đến những nơi di chuyển ngang đường không có đèn tín hiệu giao thông, em phải quan sát kỹ hai bên, không có xe, chúng ta hãy đi qua. Khi em quan sát hai bên cảm thấy an toàn, em đi qua, và khi đi qua em nhớ giơ tay cao để cho mọi người chú ý. Cho nên hành động hai bạn trong hình không quan sát kỹ, đây là hành động không nên. Các em quan sát bên trái. Bây giờ em lại quan sát bên phải. Em thấy điều gì xảy ra với các bạn? Các bạn leo ngang vạch rào chắn, đây là hành động không nên làm, rất nguy hiểm. Các em lại tiếp tục quan sát hình bên trái. Em thấy điều gì? À, bạn gái di chuyển ngang đường trên vạch kẻ dành cho người đi bộ là đúng. Tuy nhiên, đèn tín hiệu đang báo hiệu màu đỏ. Đây là hành động không nên. Ở bên phải, chúng ta lại thấy hình ảnh của một bạn trai đang chơi thả diều cạnh tàu lửa đang chạy tới. Đây là một hành động rất là nguy hiểm, cũng không làm. Còn trên hình, em lại thấy các bạn chơi đùa ở những nơi an toàn. Đó là đâu các em? Đúng rồi, chính là công viên. Thì ngược lại, bên phải, chúng ta không được đùa giỡn, chơi đùa, đặc biệt là đá bóng dưới lòng đường. Bởi vì lo mãi đuổi theo bóng rất nguy hiểm cho mình và cho người điều khiển xe. Đây là hành động không nên làm. Và các em quan sát tiếp. Trên hình, cô giới thiệu các em đây là bãi đỗ xe. Thì em thấy ở bên trái hình có một bạn đang di chuyển ngăn đường. Mặc dù là bãi đỗ xe bạn di chuyển ngang đường, nhưng do tầm dốc của các em rất là nhỏ, chiếc xe ô tô rất là to. Khi di chuyển ngang đường, em phải quan sát kỹ, bởi vì em đã bị khuất tầm nhìn của người điều khiển xe, rất nguy hiểm đến mình. Cho nên hành động đây là không nên. Và bên phải cũng là bãi đỗ xe, các em cũng không nên chơi đùa gần đấy, bởi vì xe lui, chạy tới hoặc ghe xe sẽ ảnh hưởng đến. Đây là hành động không nên làm. Đó là một số cách cô chia sẻ với các em. Bây giờ chúng ta sang tìm hiểu tiếp ở đoạn video những điều mình cần lưu ý nhé. Thank you.
tuân theo quy định của các biển báo giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông. Đó là điều luôn cô lưu ý các em đấy. Qua tiết học ngày hôm nay, cô mong rằng các em thực hiện tốt khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các em chuẩn bị cho cô giấy và bút để tiết sau chúng ta sẽ thực hành vẽ tranh về an toàn giao thông. Ngoài ra, các em cũng chuẩn bị cả nón bảo hiểm và áo phao để tiết hai chúng ta thực hành đội nón bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách. Tiết học của mình đến đây là hết. Cô chúc các em có một buổi học thành vui. Thân ái chào các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.